này nữa nè. Dạ rồi, con chào chú nha. Dạ. Dạ vâng, con xin phép được hỏi chú tên là gì và đến từ đâu? Chú tên Lương Phước Thành. Dạ. Ngụ lâu 16E3 khu dân cư Hòa Thạnh, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, An Giang. Dạ. Dạ rồi, hôm nay chú từ An Giang lên tới Bình Dương. Dạ. Nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ, vụ việc gì chú? Tìm con của chú là Lương Thị Cẩm Tiên, bỏ nhà đi 7 giờ sáng ngày 3 tây tháng 5. Dạ. Mà chú tháng không... 4 chứ ạ. Tháng 4. 30 tháng 4. À tháng 4, à tháng 5. Tháng 5. Dạ dạ, con xin lỗi chú. Dạ. 30 tháng 5. Dạ. Đó mà hồi lúc trước cách đây khoảng 3 năm. Dạ. Cháu nó có đi chung với một người bạn trai nó ra ngoài Bình Dương để mà nguyên một tốt, đặng chứ không phải là riêng biệt một người. Dạ. Rồi tới gần trong Tết đó là khoảng tháng chạp, mà cách đây cũng khoảng 2-3 năm chú không nhớ là hồi lúc nào. Dạ. Rồi nó có trở về, nó ở tới bây giờ, nó cũng đòi đi mần đi đây đi đó nhưng chú không cho. Dạ. Chú sợ con chú đi xa, chú thương, chú nhớ, chú không cho con đi làm. Dạ. Mà nó cứ cương quyết đòi đi mần, còn không nữa thì nó có chồng nước ngoài. Chú nói ở đây mà con cha mẹ gần tìm con thì được, chứ còn vụ mà con đi nước ngoài là ba cũng không gả đâu. Dạ. Mà hàng ngày thì nó điện thoại với cái người nước ngoài là nó nói thôi chứ chú không biết. Nó chỉ mở miệng trong điện thoại là nó nói là nước ngoài với chú chứng kiến hay vụ là chú biết, chú cũng chưa biết người đó là người nào. Tức là con gái nhà mình là có chia sẻ và tâm sự với chú là muốn lấy chồng nước ngoài đúng không ạ? Ừ. À, con gái nhà mình tính tới cái thời điểm hiện tại đã là bao nhiêu tuổi rồi chú? Đây là 23. 23 tuổi ha. Dạ. Trước giờ thì con gái nhà mình có làm việc gì, công việc gì không ạ? Nó ở nhà chú thì tạm ổn sống qua ngày. Dạ. Mà nó dứt phát nó đi mần chú không cho. Dạ. Thì nó có xuống tiếp đồng lệnh ở bên Ấn Độ tại Lưu Trẻ. Dạ. Tức là ở quê nhà. Quê nhà An Giang, tại quê nhà An Giang nhưng bên ganh đó là ganh của Hậu Giang. Dạ. Cho giáp danh ha. Giáp danh. Dạ. Ừ. À, gia đình chú được mấy người con? 5 người. Và em bỏ đi là thứ mấy trong gia đình? Thứ tư, Lương Thị Cẩm Tiên. Thứ tư đúng không ạ? Con gái nhà mình trước giờ ở nhà làm việc và sinh sống tại địa phương. Tại địa phương. Cùng với lại gia đình. Với gia đình. Bé có ngoan không ạ? Con chú ngoan nhưng mà có điều là nó đòi đi làm. Chú thấy tánh tình nó không được, không an tâm, chú không cho đi làm. Dạ. Với gia đình chú là nề nếp. Dạ. Đó. Bé trước giờ làm công việc ở quê có được tiền bạc gì không chú? Nó mần bao nhiêu chú cho xài bao nhiêu. À. Nhưng mà chú không nhận. Là tại vì vợ chồng chú tạm ổn sống qua ngày mua bán cái nghề đồ gãy tại chợ Cái Sắn. Hiện tại gia đình chú là kinh doanh bằng nghề và mua bán đồ gãy. Dạ. Và bằng mướn. Dạ. Chứ chú không có công lượng nào hết. Dạ. Ừ. Chú thì vừa chia sẻ là gia đình nhà mình rất là nề nếp ha. Dạ. Thì chú có theo một cái truyền thống hoặc như thế nào đó không? Chú có thể chia sẻ được không? Chú theo cái truyền thống nề nếp của chú. Dạ. Là ví dụ như con gái lớn rồi chú. Dạ. Không cấm cản. Dạ. Nhưng mà con nó thương chỗ nào mà phù hợp mà chú chấp nhận. Dạ. Chú coi được thì con chú gả. Dạ. Còn nhiều khi làm cha làm mẹ mấy chú phải hiểu là ai cũng phải thương con và phải lo cho con. Dạ. Thấy con không được nên cha mẹ mấy cấm ngăn và cản trở. Dạ. Chứ không làm cha mẹ nào mà không thương con. Dạ. Rồi con nó không hiểu từ vào chỗ đó nó nói là chú ràng buộc nó nên. Dạ. Nó bỏ nhà ra đi, nó không nghĩ tới chú. Dạ. Nhưng nó không nghĩ cái đó là cái tình cảm cha mẹ đã dành cho nó rất đau lòng. Dạ. Trong khi nó đi 7 giờ 30 ngày qua là nó ra kêu cưng ơi là con nhỏ em út nó đó. Dạ. Mở cửa rồi con khóa lại đi để chị ra bán tiếp ba. Dạ. Rồi đó chị ra ngoài chị bán mà chị gầy gò này nọ là ba chữ chị đó. Rồi. Dạ. Nó nói thôi để chị đi rồi là nó nghĩ là ra bán tới đúng 11 giờ nó điện sao chị không đem về đồ ăn. Dạ. Thì đỡ mãi điện vào chị mày sắm bao giờ đâu có ra. Thì con Út trả lời rằng là chỉ đi 7 giờ hồi sáng. Dạ. Rồi là chú hay tin như vậy nên chú mới điện nhờ bên anh em bên hiệp sĩ Nguyễn Tinh Hải để giúp tìm con chú giùm.
Dạ, là khi con gái nhà mình đi là đi tại địa phương, Đi tại lại địa An phương Giang. 7 giờ sáng. Khi đi thì con gái nhà mình có đem theo phương tiện tài sản, quần áo gì không ạ? Đồ thì chú thấy nó bằng một bộ là con Út ở nhà nói. Dạ. Hai nữa là trả lời lấy một bộ đồ màu vàng Dạ. với hai chiếc nhẫn 18. Dạ. Với hai một chiếc hay là hai chiếc vòng gì đó, tại vì chú Dạ. cho con sắm đeo là hai chiếc vòng, nhưng mà mấy chiếc vòng mà xi ben nó rồi gãy đó, là nó Dạ. lấy đem theo mất hai chiếc đó và hai chiếc nhẫn, Tức là có đem theo có đem theo. vàng. Và cụ thể thì đến giờ phút này thì chú vẫn chưa biết là bao nhiêu. Tại vì Đúng. sắm cho dòng thì chú không biết là số nặng bao Dạ, nhiêu. đúng không ạ? Và Rồi phương tiện xe cộ thì không có đem đi không đúng đem. không? Theo như chú, lần này con gái nhà mình bỏ nhà đi vì lý do gì? Hiện tại thì chú trong gia đình là giữa chú với con chú là không có giận hờn, không có cãi vã. Nhưng mà chú có một điều là hồi nào giờ chú thương con chú từ xưa tới giờ. Dạ. Đi mần chú không cho, tại vì chú mần mặc dù chú nghèo thiệt nhưng mà chú mần đủ sống. Dạ. Nó đi mần chú sợ thân con gái chú không cho đi làm. Dạ. Đi ra rồi cái tánh tình của nó đó không có được để mà tìm hiểu những cái sự đời. Dạ. Phận làm cha làm mẹ phải lo cho con, nhưng mà lo cho con ràng buộc nó, nói mình tối ngày cứ ràng buộc nó hoài đó, nên vào chỗ đó mà nó giận chú nó bỏ đi, chứ ngoài ra là không có cái gì hết, theo Dạ. vừa là cái những lời lẽ chú nói. Bản thân chú cũng như là bà xã của chú, Trong gia đình tất cả đều thương nó hết. tất cả mọi người thân trong gia đình Dạ không có ai la dầy gì đúng không ạ? không Gia đình nhà mình sống có tạo áp lực cho con mình không? dạ không Không ha. Tức là luôn tôn trọng quyền tôn trọng thương cá nó, nhân của con đúng đúng không ạ? đúng Và lần này con cái bỏ đi thì bản thân chú tới giờ phút này vẫn chưa hiểu được cái lý do chính là gì. cái lý do chính của cho nó bỏ đi chú hiểu, là tại giờ chú có trình với con rằng là nó đòi đi mần chú không cho đó, chú đã thương nó chú không cho nó đi mần. Nhưng chưa chắc đó phải là cái lý do chính. Như chú có chia sẻ rằng đó là con gái nhà mình từng yêu cầu và từng chia sẻ với chú đó Trong gia là nhà luôn, muốn lấy chồng nước ngoài. nước ngoài là mới nói đi mấy ngày nay thôi, Dạ đúng rồi. rồi rồi là Thì mới trước sao bồn. những cái ngày bỏ đi Đúng 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 không đúng ạ? đúng Dạ, thì chú có nghĩ rằng cái lý do mà tìm việc làm nó chỉ là một cái lý do, gọi là không phải cái lý do chính mà chỉ là lý do phụ, mà cái lý do mà sợ rằng con gái nhà mình đang say yêu quá mức đúng và muốn bỏ đi lần này là để mà lấy chồng nước ngoài, thì chú có nghĩ lý do đó là lý do chính không? chú không nghĩ đưa ra là đó là cái lý do chính, Dạ. tại vì trước tiên chú nói đi là đi với người này, giờ chú bỏ này xuống chú nói chuyện với con không? Dạ vâng, được, con Đây mời đây đây chú đây ạ. đây cái hình này chú đưa cho coi. Dạ. Chú có nói với con là trước lúc dịch, Trước lúc dịch đúng không ạ? đây con mở hình không con giùm cháu, cái thằng Năm này nè là đã dẫn ra Bình Dương, chú trình với con từ nãy giờ ở gì Dạ bên vâng. Tân Nguyên Dĩ An gì mà ở đây bằng bên xưởng gỗ nè Dạ. đó. Dạ rồi con gửi lại chú. Rồi đó Dạ. là giờ chú phải có cái này là chú mới nói lại cho con nghe. Dạ. Rồi lúc ở dưới đó là như hai đứa quen qua lại chú không chấp nhận, Tức là mấy năm rồi chú? thì cách đây trước dịch Trước dịch là khoảng 3 năm khoảng 3 năm về đi trước. ra ngoài này một nhóm 4-5 người đi chung với thằng này Tức là năm 20 quá 2020 ha. à. Rồi đó đó 3 năm thì năm nay năm 23 rồi. rồi thì chú nói Dạ. với con là nó như vậy. Dạ vâng, Rồi chú có chia sẻ đi. khi nó đau nó trở về nhà, Dạ. trở về nhà là chú gầy ra nó dòng cha con gặp nhau ôm khóc, rồi là nó nói con không có bỏ ba nữa, con không có đi nữa, là tới bây Cái giờ thời điểm đấy lý do gì gia đình nhà mình cấm cản? tại vì con cái là chú không chấp nhận, tại vì ở đây là ở thôn xóm. Ví dụ giờ bây giờ chú nói thật lòng với con, giờ Dạ. giờ con có một người con mà một người con của con nó làm bạn với người đó, con nhìn cái người đó con có thể con hiểu chú nói gì con hiểu không? Con nói là con à cái chỗ này ba thấy không được, thì chú chỉ có lời lẽ đó thôi chứ chưa bao giờ chú làm đánh đập con hay là chú làm gì con hay tức là chú ràng là buộc gì con. tức là bây giờ mình nói thẳng luôn ha. Dạ cứ nói. À, tức là chú gia đình chú nhìn cái cậu này, gia đình không hài lòng Đúng
không đồng ý. Đúng. Nên mà ngăn cản con mình. Đúng gàng. Đúng không ạ? Dạ đúng. Và rồi thì con mình bỏ trốn. Bỏ trốn. Cái cậu đấy dẫn đi. Bỏ trốn đi 3 tháng. 3 tháng trời. 3 tháng trời cháu viên đau mới trở về. Và 3 tháng trời đấy thì con nhà mình ở với chung với cậu đấy hay gì ạ? Hay ở riêng? Về ở chung một tốt 4-5 người đó. 5 người hả? Ừ, chứ không phải là riêng một người. Khi mà 3 tháng sau thì con nhà mình tự ý trở về hay sao chú? Khi nó về điện quá rồi nó mới đi về. Dạ. Ừ. Thì lúc đấy thì chú cảm thấy con gái mình như thế nào? Trở về thì con mình nó vẫn bình thường. Tại vì trong một nhóm một lò tốt. Và cái tình cảm giữa hai người còn không? Con bình thường, sống ba mấy năm nay nó bình thường. Nó chỉ có một cái là ba cho con đi mặt, nó mày đi với mặt, nó mày quen nó nữa hay gì. Không, cái tình cảm của con gái của chú còn dành cho cái cậu thanh niên đấy là không? Không qua lại, không dính líu tới giờ. Có nghĩa là bằng điện thoại thì chú không biết. Nhưng mà con có một cái điều hơi thắc mắc ở đây. Con xin phép mạng muội được nói. Hỏi chú, nếu có gì không phải thì chú thông cảm giúp con. Rồi. Chú dựa vào đâu để mà chú đánh giá cái thanh niên kia là không tốt? Không phải là vậy, gì chú ở tại xứ sở chung một bản xứ mà. Dạ, là gần nhau á. Gần luôn chứ không phải là người ở đâu xa. Dạ. Các chú không bao xa. Dạ. Có nghĩa đây bằng đây lại đằng bưu điện à. Dạ. Ờ, đó cái câu nói là chú nói như vậy. Nên chú biết hết mọi chuyện. Có biết mọi chuyện, chú ví dụ mình nói với con mình nó còn khờ. Dạ. Lúc đó nó mới 17 tuổi à. Dạ. Đó, chứ đâu phải là tới bây giờ. Đó. Vậy rồi là từ đó là chú kịp thời chặn trước. Chặn trước. Chặn trước rồi là không, nó không qua lại trừ cái lén lút chú không biết. Dạ. Về điện thoại đồ này nọ, con chú vẫn ở trong nhà, chú giữ khích nghiêm. Dạ. Và sau đó thì con nhà mình 3 tháng sau trở về thì cứ vậy mà ở nhà. Ở là nhà đi làm tại địa phương. Đi về vẫn làm ở địa phương An Giang. Dạ. Và mọi thứ đều chú quản lý hết. Quản lý rất chặt chẽ và khắt khe ha. Dạ, khắt khe giữ con đàng hoàng. Dạ. Nó chỉ có hồi ngày qua là tự động là chú ra chợ chú bán. Chú ra chợ chú bán là bắt đầu nó để đi ra bán tiếp, nó nói với em nó rồi nó. Bà xã chú có khắt khe như vậy không? Không có, trong nhà có mình anh chú thôi. Tại vì cũng như chú làm cha thì chú dòm con nó kiểm điểm hơn mẹ. Chú là một người rất là nghiêm khắc ha. Theo đúng. con mới chuyện trò với chú một xíu thôi, nhưng mà con dự đoán thì chú rất là khiêm khắc. Đúng. Nghiêm với các con cái. Đúng. Đúng không ạ? Chú còn mình... chú tới 5 đứa con gái nè. Dạ. Nhà mình 5 con gái. 5 gái không? Năm dạ, hai đứa có cháu ngoại, ba đứa rồi. Dạ, năm nó nàng, là đứa thứ tư. Năm nàng thơ. Dạ. Năm nàng thơ. Dạ. Có con rể nào chưa chú? Ba, hai đứa rể, thứ hai, thứ ba. Dạ. Là các con rể đấy là do chú làm mai hay là các con của chú tự chọn? Không, con của chú tự chọn. Và được sự đồng ý của chú đúng không? Tại vì chú thấy được chú chấp nhận. Được là được, mà không được, được là không được. Chú la từ ban đầu. Dạ. Chứ không để sau này mà phải dính líu. Một là một mà hai là hai. Đúng. Nó đã tới lui là lúc năm mười mấy tuổi rồi. Chú thấy nó còn nhỏ quá, chú không chấp nhận. Kể cả mà khi mà con gái nhà mình yêu, cho dù say đắm cửa nào, nhưng chú nhìn cái chàng rể đấy không được, bỏ là phải bỏ. Đúng, nói gì cháu là đúng. Đúng ạ, còn chừng nào mà chú cảm thấy duyệt, ok, con cứ tới, tới là tới. Đúng rằng, chú không bao giờ chê khen. Dạ. Nhưng mà trời ban cho mình nhận thức được những cái gì mà mình đã hiểu. Tức là chú có một cái giác quan. Dạ. Giác quan tức là để nhìn... có cặp mắt nhìn và đánh giá được người khác đúng không ạ? Dạ. Yeah. Như chú, à, chú nhìn con là chú thấy con như thế nào? Được. Như con hỏi chú sẽ đáp liền. Dạ, con mời chú. Giả tỷ những cái lời qua tiếng lại không phải chú ra đây, chú nhờ bên hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải mà. Yeah. Chú nói tốt cho hai con. Dạ. Yeah. Chờ ban cho chú ai cũng có cái lòng nhân từ. Dạ. Yeah. Nhìn con và chú nhận diện cũng gia đình đề nếp. Dạ. Yeah. Và có lễ giáo hợp thức. Dạ. Yeah. Chứ không phải là không có, chú nói bằng tấm lòng của chú. Dạ. Còn những người chú nhìn gan hay hoặc chú hiểu những tính tình có thể chờ ban cho chú đạt mấy. Dạ. Tại vì mấy cháu ở Bình Dương khi chú về đất địa An Giang thì có thể biết tới cái tên của chú. Dạ. Dạ. Dạ, con cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ. Và như ban đầu chú khi chú mới lên đây thì chú có chia sẻ là chú là bên đạo hòa thảo đúng không? Dạ. Dạ. Thì sẵn tiện đây thì chú cứ nghe điện thoại đi, biết đâu con gái gọi đấy. Ba ở bên chỗ chú Hải đang nhờ đăng trên mạng nè, để ba nói chuyện. Chú Hải là con làm đây. Dạ dạ, vậy ba sẽ nói với tăng rồi.
con gái nó mang bên Ấn Độ, Ấn Độ à? Ăn cái kho công ty của nó kêu Ấn Độ á, à, là làm ở Việt Nam ngay đồ tẻ đó, nó mang cá mà mang nhà ăn cũng tiếp chất vậy đó. Dạ chú có thể chia sẻ một chút xíu về bên Đạo Hòa Hảo ha. Dạ con mời chú. Như bên Đạo Hòa Hảo thì cháu hỏi thì chú nói. Dạ từ xưa giờ dùng Hòa Hảo thì như chú á, chính bản thân chú á, thì từ đời của ông bà chú cũng là Hòa Hảo, tới cha mẹ chú cũng là Hòa Hảo, mà đất địa An Giang thuộc về thánh địa Hòa Hảo. Ở Đồng Tháp nhiều chú hơn. Đồng Tháp thì cũng là Hòa Hảo, nhưng mà bên thánh địa An Giang này là dùng đất Phật, là từ xưa tới giờ. Nên mình theo đạo Hòa Hảo là từ ông bà mình truyền tới giờ. Dạ. Và theo tấm lòng của người học Phật tu nhân như chú là cư sĩ tại gia, tức nghĩa là chú tại nhà. Dạ. Rảnh rang thì chú đi non đi núi. Dạ. Lúc nào chú mần, chú từng mần thuê mần mướn, hoặc là chú mua bán tiếp vợ tại chợ, chứ chú không có công ruộng nào hết. Dạ. Nhưng vẫn nuôi năm đứa con từ nhỏ cho tới lớn, không bao giờ chú bắt con chú mần mướn mần thuê. Cho con ăn học đến ngày cao, tới ngày mà lớp 10 nó thi, có đứa thi đậu, có khi đứa không đậu thì nó gớt, nó tự nghỉ. Dạ. Chứ chú bắt cho con chú đi mần, chưa bao giờ chú lấy 1.000 đồng nào đứa con. Dạ. Đó. Khi con có thể dịp về An Giang, con hỏi tới tên chú rồi, con sẽ hiểu. Tức là chú khi mà về tới, chú là ở huyện nào? Chú ở ngay chân phường Mỹ Thạnh, đây có trong này. Mỹ Thạnh ha, là huyện gì ạ? Mỹ Thạnh thuộc về thành phố Long Xuyên. À, thành phố Long Xuyên, dạ. Tức là khi mà về thành phố Long Xuyên mà hỏi chú tên gì ha? Chú tên Lương Phước Thành. À, Lương Phước Thành, lô 16E3, khu dân cư Hòa Thạnh, Mỹ Thạnh, thành phố chú Long Thành Xuyên. Ha. Dạ. Là khi về đấy là hỏi là chú Thành mã là rất nghe, nếu nói vợ chú thì Diễm bán đồ gãy. Dạ. Đều biết hết. Là mọi người đều biết ha. Dạ. Tức là chú ở đấy chú nổi tiếng về gì? Chú ở đó là chú nổi tiếng, không có cái tiếng là gọi là chú nổi tiếng. Dạ. Nhưng chú một người có chừng mực trong làng xã. À, tức là một người gọi là chuẩn đạo đức. Đúng không ạ? Đúng. Gọi là gia đình văn hóa. Văn hóa nề nếp, chú không nói một là một, hai là hai. Dạ. Từ làng xã đều biết chú. Dạ, tức là mọi người đều rất là yêu thương và quý mến chú. Tức là gia đình nhà mình sống có văn hóa từ trước tới giờ ha, chưa không có là một cái điều gì mà sai trái với văn lực. Dạ đúng, luôn sống tình cảm chân hòa, hòa đồng. Con hòa đồng. Dạ. Đúng ạ. Dạ con rất là quý những người như vậy. Còn chú mần ăn mướn, chú có chú cũng cần biết đạo đức. Dạ. Vợ chồng chú mần dư chút đỉnh thì cũng bao xe cho bà con đi đây đi đó. Dạ. Đó, tùy cái khả năng của chú, với chú không có dư giả gì, hay hoặc là chú không có nói trước. Dạ. Ví dụ như là năm nay chú mần dư được thì chú đi giếng chỗ này chỗ nọ bao xe cho bà con đi. Dạ. Rồi chú mần tiếp nữa mà cảm thấy dư nữa thì chú cũng y gan như vậy nữa, nhưng chú không nói trước. Dạ. Là bây giờ mình quay lại vấn đề chính chú ha. Rồi. Là từ hôm qua tới giờ con gái nhà mình có điện về, hoặc là nhà mình có điện được cho con gái nhà mình không? Điện nó mất liên lạc, nó không có mà không có cái mở cái máy gì nữa. Dạ. Cái gì mà nó điện không được đó. Tức là thuê bao hoặc à, thuê bao. Bây giờ chú có thể chia sẻ lại cái khoảnh khắc, cái thời điểm mà quan trọng nhất. Dạ. Tức là vào cái thời điểm nào con gái nhà mình tâm sự với chú, hay là tâm sự với lại vợ của chú, nói rằng là muốn lấy chồng nước ngoài, cụ thể là nước nào? Cái đó không có nói là cái cụ thể. Dạ. Nhưng mà hôm trước có một người nó nói trong điện thoại mình nghe, chứ tôi cũng chưa biết người đó là người nào. Dạ. Cũng như nó là nó nói chuyện vậy thôi, nhưng mà nó con có chồng nước ngoài chứ con không có lấy chồng Việt Nam. Tao nói mẹ ở đây tao chưa gả nên Việt Nam đi nước ngoài mà ba đâu có gả con, thì cũng nói chuyện chơi cha con vậy thôi. Dạ. Chỉ trong giây lát vậy thôi rồi ngưng, chứ không phải là nó là ba con dứt khoát con lấy chồng nước ngoài thì nó không nói gì. Dạ. Chỉ nói là nói đùa cũng như cho giờ. Dạ. Chú cháu mình nói chuyện tức là đang chuyện trò và đúng bỗng dưng là con gái mình thốt ra. Ờ đó, cái hoặc là nó nhiều khi điện tới nói chuyện ở đó, con nói chuyện với bà nước ngoài, cái câu ví dụ vậy đi. Dạ. Chứ chú cũng chưa biết bà đó là bà nào. Dạ. Và đó. Chú ơi, thì cái cuộc điện thoại đấy thì chú có nghe rằng cái nội dung con gái nhà mình nói chuyện với người đàn ông đấy là người Việt Nam hay người nước ngoài? Không có nói chuyện với người đàn ông. À, nói chuyện với người đàn bà. Mới là nói chuyện đấy là nội dung đàn bà không, mà có nói người đàn ông.
Có nghĩa là người đàn bà ví dụ như mà nó có mai mối thì cũng cái người đó thôi. À. Với nó chưa gặp người nào mà đàn ông. Là người đàn bà đấy là chú để cái điện thoại lên khéo rớt kìa chú. Tức là cái người đàn bà đấy là nói chuyện với con nhà mình là sẽ làm mai làm mối cho người nước ngoài. Ừ. Đúng không ạ? À, nó nói thôi chứ chú không thấy. Chú có nghe được không ạ? Nghe, có cái lỗ tai nghe là nó tự nói. Nó nói đùa chơi với nhau chứ nó không có chú ngồi mà để nghe nó nói. Không, ý là chú có bao giờ chú nghe được cái cuộc thoại mà giờ con gái nhà mình và cái người đàn bà đấy nói như thế nào về lấy chồng nước ngoài không? Không, chú không nghe. Không nghe ha. Nhưng mà mấy em nói nhà bị chú nói với con là chú trực ở chợ chú mua bán. Dạ. Yeah. Còn mấy đứa em nói vậy đó là nói con lấy chồng nước ngoài chứ con không có lấy chồng Việt Nam. Yeah. Là cái câu nói đùa chơi cha con với trực thuộc là chú không nghe. Dạ. Yeah. Đó. Tới giờ phút này bản thân chú lo lắng nhất điều gì ở con gái nhà mình? Bây giờ chú điểm thứ nhất là chú sợ đó. Một là một lần thứ nhất nó đi theo 3-4 người ra ngoài Bình Dương, Tân Nguyên gì mà Dĩ An lầu là sống một thời gian. Đó là 3 năm về trước đúng không? Dạ. Dạ. Lần thứ nhì này chú cũng không biết nguyên do là đợt này nó đi với ai. Vì lý do gì? Lý do gì? Dạ. Chú bản thân chú cũng chưa biết. Dạ. Nhưng mà hiện tại thì chú chỉ biết rằng là từ tới giờ xưa tới giờ là nó đòi đi mà chú không cho nó. Yeah. Nói chú ràng buộc nó. Yeah. Đó chú chỉ biết có bao nhiêu đó thôi. Yeah. Nên chú nghi ngờ một là nó đi đây, hai là nhiều khi nó nhờ mai mối để mà lấy chồng nước ngoài là chú cô chỉ nghi vậy thôi. Nếu giả sử cái lý do chú vừa nêu ra là con gái nhà mình gọi là liên lạc với cái bà mai mối đó và để chồng nước ngoài thì bản thân chú sẽ như thế nào nếu đó là sự thật? Chú không chấp nhận, chú nhờ mấy cháu đem nó về giùm chú. Nhưng đến lúc chú không chấp nhận thì mọi chuyện đã đi. Ví dụ, đây là con ví dụ nhá. Ừ. Chứ con chưa dám khẳng định và chắc chắn nhá. Yeah. Nếu cái câu nói của chú không chấp nhận thì là quá muộn rồi. Bởi vì bây giờ ví dụ như rằng con gái nhà mình hiện tại đang ở Trung Quốc thì sao? Thì gì chú sẽ xử lý như thế nào? Chú giờ làm sao mà bên mình đem về là tại vì có cái ý chú là nó chỉ nấu vậy thôi nhưng mà chú mong sao cho nó đừng dính líu ở bệnh. Là tại vì mới đi 7 giờ kể qua. Với hai nó đi là hôm trước chú đi non đi núi, chú phải kể cho rõ. Yeah. Chú có làm bát bò vừa xong, nó lấy luôn nó đi. À lấy bát bò. Bát bò chú đi tốn điện đi của nó. Gia đình chú mấy người là chú làm hết, bị chú đi dưới núi Tà Lân, con đây con có nghe mà. Biết. Yeah. Bên Tà Lân bên Miên không? Dạ không. Chú có thể chia sẻ đi. Bên Tà Lân bên Miên là thuộc về những vùng đất Phật. Hồi trước bên đây đạo của chú và bản tu để giác ngộ thành. Nên chú bên đây thường bây giờ con mở mạng bên Hòa Hảo như là sẽ đều có bên đạo của chú qua tới bên. Dạ. Tức là gia đình nhà mình làm hết bắt bò để đi qua Campuchia. Đi qua giếng núi Tà Lân. Là ở Campuchia đúng không? Ở trên núi ờ. Là đi mấy lần rồi không phải là một lần. Có dẫn nó đi luôn rồi. Nhưng mà từ ngày đợt dịch tới bây giờ là bắt làm bắt bo chứ không phải là chú mới đi một lần, chưa đi lần nào. Yeah. Hồi trước là đi chứng minh nhân dân. Yeah. Rồi lần này thì con gái nhà mình cũng lấy luôn bắt bo đi rồi. Bắt bo mới làm xong thì nó lấy đi. Yeah. Yeah. Thì thôi câu chuyện video nó cũng đã dài rồi chú ha. Yeah. Thì mình bây giờ mình quay lại những vấn đề chính chú nha. Yeah. Thì tới giờ phút này bản thân chú vẫn chưa biết được con gái nhà mình đã và đang ở đâu và làm gì. Yeah. Không biết được có được khỏe không ha. Yeah. Thì con gái nhà mình đi từ ngày hôm qua, tức là ngày 3 7 giờ, 7 giờ ngày qua 7 giờ sáng ha. Yeah. Tới, thời, đi nguyên do gì? Tới thời điểm hiện tại thì bây giờ đã hơn 1 ngày rồi đúng không ạ? Đúng. Thì chú có điều gì trên cái video này chú muốn nhắn gửi tới người con gái yêu thương của chú không? Con mời chú. Chú bây giờ nhắn về tiên à, bây giờ ba đi tìm con như vậy đó, giờ ba đã ra tới chú Nguyễn Thanh Hải rồi đó, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, nhờ hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để tìm con. Nếu như con ở đâu, hồi nào tới bây giờ ba có đánh đập hay ràng buộc con những chuyện gì mà để cho con không hài lòng mà để ba nói tệ với con cứ nói trên cho người ta biết. Còn về phần của ba rất thương con, tất cả là năm chị em con, không riêng biệt về bản thân con. Ba không bao giờ cho tụi con đi mần thuê mần mướn gì ăn, nhưng ba vẫn mần thuê mần mướn ba lo cho con.
không bao giờ ba để tụi con mà đi mần, mà tụi con đi mần cũng đủ tiền con xài, chứ ba chưa bao giờ lấy cắt bạc nào. Mà ngày giờ này con đành lòng con bỏ ba mẹ và tất cả chị em ra đi, không một lời nào con nói. Ba chỉ muốn mong con trở về sớm với gia đình, chứ ba không muốn con đi đâu hết. Tôi thì chú chỉ có mấy lời gỡ gắm vào mới dám. Dạ. Đó. Nếu con gái chú xem được cái video clip này và quay trở về, thì chú cũng như gia đình có tạo áp lực cho em nó nữa? Từ xưa giờ chú không tạo áp lực, chú nói là từ trước tới giờ. Dạ, có lẽ rằng, dạ con xin phép và xin lỗi chú trước khi dạ, em nói ra điều này. Dạ, chú cứ nói. Mong rằng nếu cái lời của con nói có gì sai thì rất mong chú tha thứ cho con. Dạ. Bởi vì cái giới trẻ hiện tại, cái lớp trẻ thì sẽ khác những cái lớp về trước. Có lẽ rằng con gái nhà mình kiểu bây giờ là hiện đại, mà kiểu sống của chú cũng như bà xã là hơi thiên về ngày xưa á, nó khắt khe quá, nên mà đôi khi con cái thì cảm thấy áp lực, gò bó, không được thoải mái, nên con cái muốn có một cái gì đó gọi là tự do chú. Đúng. Chú có nghĩ điều đó không? Nghĩ điều đó, nhưng mà chú nói với lòng chú một người đạo Phật giáo hòa hảo. Dạ. Chú muốn tôn trọng những gì chính đáng. Dạ. Có nghĩa là nói được làm được. Yeah. Đừng nên dốc láo, đừng gạt lường cha mẹ. Yeah. Ví dụ bây giờ con làm cái gì đó đi. Yeah. Con cứ nói thật lòng. Yeah. Nhưng bây giờ con bước cẳng ra khỏi nhà rồi. Yeah. Thì con cứ nói là những chuyện toàn là không có. Bậc làm cha làm mẹ đâu có đồng ý và thống nhất những lời đó. Chú nói có thể con hiểu, con nói chú để gây áp lực cho cha cho em nó. Yeah. Nhưng mà chú nói em nói đâu nghe. Dạ. Có thể chú làm cha làm mẹ thì chú phải hiểu những gì chính đáng. Dạ. Bây giờ giả tỷ nhưng con cũng có gia đình, giả tỷ như cũng có con, nhưng mà dạ, con của con nó còn nhỏ. Dạ. Thì bạn làm cha làm mẹ mình phải dòm và lo và xây dạ, dựng cho con và chỉ dạy cho con. Dạ. Có cha mẹ nào mà đem giết con, cha mẹ nào mà để không thương con. Dạ. Nhưng con nó ra đường đời rồi nó ngoay ngoa những cái cạm bẫy xa hoa, nó không hiểu những gì cha nói. Yeah. Nó nói rằng cha nó là cứ gàn bột đó, nhưng sự thật nó không hiểu cha nó, lo cho nó từng miếng ăn giấc ngủ. Có con nào mà chú tại sao lớn rồi mà chú nói chú mua bán sống qua ngày được. Yeah. Không bao giờ cho con đi làm thay làm mướn ai. Yeah. Nhưng mà nó đi mần về chú cũng có thấy cắt bạc nào đâu con. Yeah. Nhưng con gái nhà mình đã 23 tuổi rồi, đúng không? Đi bằng lớp 10 mấy tuổi lúc dạ đó con hiểu. Ừ. Thì bây giờ chú cũng phải cho con nhà mình một cái riêng tư, gọi là một cái quyền riêng tư do chú đồng ý, nhưng mà dạ, con của chú dạ phải thật lòng với chú. Dạ. Thì cái chuyện riêng tư chú đâu có cấm bộ đôi trời khi tư. Con gái của chú chắc có lẽ rằng do chú nghiêm khắc quá, khắt khe quá, nên mà con gái nhà mình sợ không dám nói. Không dám nói, nhưng mà khi về đó với chú là toàn là những lời không thật lòng. Dạ. Làm sao chú dám cho nó đi. Dạ. Dạ, dạ con hiểu ý chú. Đó. Tức là bản thân chú cũng như là bà xã cùng gia đình đều muốn tốt cho con cái. Đúng. Và gia đình nhà chú thì sống rất là nề nếp, gọi là gia giáo ha. Một là một mà hai là hai, đúng không ạ? Trước nếu làm là cái gì là phải nói thật lòng. Dạ. Chú cho con hỏi cái này, cái tất cả mọi người nếu mà bên đạo Hòa Hảo là đều như vậy hết đúng không chú? Không, tùy theo bản thân của người. Tùy theo từng gia đình. Từng gia đình, giả tỷ như bây giờ chú đặt vấn đề. Dạ. Cha mẹ sinh ra thì tất cả có người, 2-3 người có người, 5-3 người có người, có thể là 9-10 người. Dạ. Nhưng mà sinh ra thì phải có ngón tay dài ngón giác. Dạ. Mỗi một người bản tánh khác nhau. Dạ. Còn nếu nói về đạo Phật giáo Hòa Hảo, yeah, là cái tấm lòng từ thầy đã dạy lúc nào cũng phải từ thiện, từ bi, tì bi hỷ xã. Yeah. Nhưng mà làm được hay không thì do những cái người đó, là do nhân tạo. Yeah. Đó. Dạ rồi thì con rất cảm ơn câu chuyện của chú về chia sẻ. Yeah. Và cái sự việc của chú mà hôm nay lặn lội từ An Giang lên tới Bình Dương để nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hà giúp đỡ vụ việc đó là tình con gái, thì đội đã ghi nhận. Yeah. Và sẽ cố gắng hết sức đăng tải cái video này lên trên khắp các trang mạng xã hội, cũng như là tìm kiếm ở bên ngoài để giúp
cho chú là sớm tìm được con gái nhà mình. Dạ thưa quý cô chú anh chị, bà con cô bác cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước, nếu ai có thấy bé như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913 785858 để giúp cho bé sớm quay trở về nhà đoàn tụ cùng với gia đình. Và nếu bé có xem được cái video này thì chú mong rằng bé hãy sớm quay trở về nhà để mà đoàn tụ cùng với cha mẹ, anh chị em, hoặc bé đang ở đâu đó thì hãy nhanh chóng liên lạc vì để cho gia đình yên tâm. Và bé có muốn lấy chồng nước ngoài hay làm ở đâu thì phải xin phép cha mẹ, được sự đồng ý của cha mẹ thì hãy nên làm, bởi vì không có ai thương con bằng cha mẹ. Mặc dù tuổi đời của bé năm nay 23 tuổi nhưng bé chưa biết hết được những cái cám dỗ và cạm bẫy ở bên ngoài xã hội như thế nào, nên chú mong rằng bé đủ nhận thức, đủ tỉnh táo để mà sớm quay trở về liên lạc với gia đình. Hoặc là bé mà đang ở đâu đó mà có thể rằng không thể liên lạc, không thể về được với gia đình thì hãy tìm mọi cách liên lạc với các chú qua số điện thoại 0913 785858 thì các chú sẽ có biện pháp, có hướng để đưa bé quay trở về nhà với gia đình. Và bản thân con thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải chúc gia đình nhà chú nhiều sức khỏe và đặc biệt sớm nhất tin vui là con gái nhà mình sẽ quay trở về. Và con hy vọng rằng khi con gái nhà mình quay trở về thì gia đình nhà mình sẽ có một cái cách, cái hướng quan tâm con và chia sẻ, lắng nghe, hiểu được cái tâm sinh lý của con gái nhà mình và có một cái hướng để cho con gái nhà mình hiểu hơn và gia đình gắn kết hơn và có một cái hướng đi và tương lai tốt đẹp của con gái nhà mình hơn, chú ha. Dạ rồi, thì toàn bộ câu chuyện chú vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Chú nói bằng thật lòng. Dạ, nếu có gì sai trái chú hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Dạ, và chú có đồng ý cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải cái video này lên trên khắp các trang mạng xã hội không? Thì chú nhờ chú thì chú không rành. Dạ. Nhưng mà chú ra đây là chú nhờ để đi tìm giùm con. Dạ. Chú chứ còn đăng hay gỡ gì thì chú không rành. Là chú có đồng ý đăng không ạ? Chú có hay là không? Chú ơi, chứ nhờ là phải đăng phải không? Dạ, cái video này là đăng lên để tìm kiếm con gái nhà mình. Dạ, thì đương nhiên chú nhờ tìm mà. Dạ. Dạ. Nếu đăng lên có gì sai trái, chú là người chịu trách nhiệm. Đúng, nếu chú nói cái gì thì chú chịu trách nhiệm. Dạ. Chắc thì chịu trách nhiệm. Dạ rồi. Dạ. Thì thôi, cuối video này, con thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải chúc chú nhiều sức khỏe và đặc biệt sớm nhận tin vui là con gái nhà mình sẽ quay trở về. Dạ rồi, thì em thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị, bà con cô bác, cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước đã và đang theo dõi ủng hộ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải trong suốt quá trình thời gian qua rất là nhiều. Em hy vọng rằng những ngày sắp tới và tương lai và mãi mãi, tất cả những tấm lòng nhân hậu của quý cô chú anh chị hãy luôn theo dõi và ủng hộ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, hãy cùng chung tay góp sức với đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để giúp nhiều mảnh đời khó khăn và những mảnh đời đang cần sự chung tay góp sức của tất cả quý cô chú anh chị cũng như là đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Em xin chân thành cảm ơn và xin hẹn tất cả quý cô chú anh chị ở những video clip tiếp theo.